Hôm nay chúng ta tiếp tục Bài tập Sửa bài tập Trong cái phần Đại số lớp 9 chương 3 Thì cái bài tập Đầu tiên trong cái video hôm nay đó thì điểm nào sau đây không? À, thuộc cái đường thẳng à, 3X, à, trừ 2I bằng 3 x trừ 2 y bằng ba chúng ta coi điểm nào thuộc à, tại đây người ta cho bốn điểm điểm A điểm B C và điểm D à, thì à, hôm trước à, mình đã hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà xác định xem à, một cái điểm nào đó nó có à, nó có thuộc cái đường thẳng hay không rất đơn giản là chúng ta thế cái điểm đó vào cái à, phương trình đường thẳng, chỗ nào có chữ X thì chúng ta thay bằng hoành độ, chỗ nào có chữ Y thì chúng ta thay bằng tung độ. Nếu chúng ta thấy dấu bằng xảy ra, à, thì cái điểm đó nó sẽ thuộc cái phương trình đường thẳng, ta rất là đơn giản. À, tuy nhiên, đối với bài này thì người ta cho 4 điểm, thì à, lẽ ra chúng ta sẽ thế từng điểm vào. Đó. À, tuy nhiên, đối với bài này thì chúng ta có thể à, làm một cách khác một chút xíu. À, đương nhiên là chúng ta vẫn có thể làm bằng cái cách là thế từng điểm vào nếu dấu bằng xảy ra thì điểm đó sẽ thuộc phương trình đường thẳng đã còn nếu như dấu bằng không xảy ra thì điểm đó nó không thuộc cái đường thẳng rồi à, mà đặc biệt đối với bài này thì chúng ta lại có thêm một cách làm khác nữa đó là chúng ta thấy rằng là cái tung độ các bạn à, tung độ của bốn điểm a b c và d nó đều là ba hết tung độ nó đều là 3 hết. Đúng không? Cho nên chúng ta lấy 3 chúng ta thay vào cái tung độ hàng chỗ nào có cái tung độ đúng không? Thì chúng ta thay bằng số 3. À chúng ta thay số 3 vào cái tung độ. Thì chúng ta sẽ tính ra được x bằng bao nhiêu. À thì chúng ta sẽ xuống hàng đây. Chúng ta tính hen. Vậy là 3x đúng không? trừ cho 2 nhân y. y là bao nhiêu? y là cái tung độ là 3 nè. Tại vì tất cả các cái tung độ này đều bằng 3 đúng không? 3 nè, 3 nè, 3 nè, 3 nè, 3 nè đúng không? Đó. Thì chúng ta thế vào À thì chúng ta à, sẽ tính ra được x à, nó bằng bao nhiêu. À như vậy thì 3 lần 2 là 6 trừ 6 chuyển qua là cộng 6, 6 cộng 3 là 9. À, 9 chia 3 là 3. Như vậy x 3. Vậy thì ta chọn cái điểm này, đúng không? À, tại vì sao? Tại vì cái điểm này nó có cái hoành độ là 3, đúng không? x 3 đúng không? Như vậy thì ta có điểm C à, là cái điểm nó thuộc cái đường thẳng 3X trừ 2Y bằng 3 Giả sử chúng ta đặt cái đường thẳng này là đường thẳng D Đã. Thì vậy là điểm C thuộc vào cái đường thẳng D Rồi, đó là cái cách làm à, nhanh đối với cái à, bài tập số 1 Mà chúng ta không cần phải thay 4 điểm vào Chúng ta không cần phải thay cả 4 điểm vào Đã. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu số 2 Thì trong mỗi cái trường hợp sau đây Trong mỗi cái trường hợp sau đây à, Một số chữ mình à, viết tắt chút xíu nha các bạn một số chữ mình viết tắt chút xíu để cho không khí học của chúng ta nó trở nên thoải mái trở nên vui vẻ trở nên sáng tạo và năng động rồi à, trong mỗi cái trường hợp sau đây thấy không? hãy xác định đường thẳng à, ax cộng BI bằng C hãy xác định đường thẳng ax cộng BI bằng C sao cho à, sao cho sao? Sao cho cái đường thẳng ax cộng BI à bằng C này nó đi qua hai điểm M và N cho trước thì câu A M là như thế này và N là như thế này đúng không? Thì chúng ta sẽ viết như thế này các bạn vì M nó thuộc cái gì các bạn? Nó thuộc vào cái đường thẳng D1, đúng không? Cái đường thẳng này chúng ta ký hiệu là đường thẳng D1 nó thuộc vào cái đường thẳng D1, đúng không? D1 có dạng là ax cộng BI À, bằng C à, cho nên sao à, cho nên sao các bạn cho nên là chúng ta có quyền à, suy ra chúng ta có quyền suy ra cái gì đây chúng ta có quyền suy ra là à, chúng ta lấy à, tọa độ của điểm M đúng không chúng ta thay vào cái à, cái đường thẳng D1 à, thì chỗ nào có chữ X, đúng không chỗ nào có chữ X thì chúng ta sẽ thay bằng cái số 0 Đúng chưa và chỗ nào có chữ y các bạn à, thì chúng ta thay bằng số trừ 1 được chưa như vậy thì chúng ta có a không nhân không à, cộng cho b nhân y chính là trừ một à, bằng c rồi thì chúng ta sẽ suy ra được cái gì đây chúng ta suy ra được là à, chúng ta suy được luôn đi chúng ta suy được là um, à, là b đúng không Tại a nhân không là không rồi đúng không à, tức là suy được trừ b bằng c tức là b bằng trừ c được chưa rồi à, à, chúng ta đặt đây là à, một nhỏ đây chẳng hạn rồi à, tiếp tục À tiếp tục chúng ta cũng có là N nó thuộc cái đường thẳng D1 các bạn, nó thuộc đường thẳng D1. Chúng ta có quyền lấy tọa độ của điểm N à, tức là gì? Tức là 3 0. Chúng ta thay vào cái đường thẳng D1 thì chúng ta thấy rằng là chỗ nào có chữ x chúng ta thay bằng số 3, đúng không? Cộng cho BI, à, chỗ nào có chữ y chúng ta thay bằng số 0. À, bằng C và như vậy thì à, chúng ta cũng à, suy ra luôn các bạn chúng ta suy ra được là à, 3A 3A bằng C tức là A bằng C chia 3 được không đây là chúng ta đặt số 2 không? 3A bằng C tức là A bằng C chia 3 đây là số 2 đúng không rồi à, từ 1 và 2 chúng ta suy ra đúng không tức là từ 1 và 2 à, chúng ta có thể ghi như thế này các bạn từ 1 và 2 à, từ 1 và 2 chúng ta suy ra cái đường thẳng D1 lúc này nó sẽ trở thành cái gì đây? Cái đường thẳng D1 nó sẽ trở thành cái gì đây? Chỗ nào có chữ A thì chúng ta thay bằng là C chia 3. Chúng ta thay bằng C chia 3 nhân x đúng không? Cộng cho B, chỗ nào có chữ B thì chúng ta thay bằng trừ C. Đó, nè, Chỗ nào có chữ B chúng ta thay bằng từ C Rồi nhân Y à, bằng C đúng không Và chúng ta sẽ à, Chúng ta sẽ nhận xét các bạn Chúng ta sẽ nhận xét à, Chúng ta thấy rằng là nếu như mà Nếu như mà C nó bằng 0 à, Nếu như mà C bằng 0 các bạn Nếu như mà C bằng 0 Thì chúng ta thấy B nó cũng bằng 0 À, và a nó cũng bằng không luôn nhắc lại nếu như c bằng không thì b bằng không và a cũng bằng không luôn như vậy thì cái đường thẳng d 1 lúc này nó biết mất tiêu không bằng không nó không ra cái đường thẳng nữa à, như vậy thì à, chúng ta có thể à, suy ra được là c nó khác không à, mà nếu như c nó khác không thì sao các bạn nếu c nó khác không thì chúng ta có thể ở à, đây chúng ta thấy à, đều có chữ c đúng không thì chúng ta bỏ chữ c đi như vậy nó còn 1 phần ba đúng không nó còn là 1 phần ba ít à trừ cho y đúng không à bằng một tại vì chúng ta triệt tiêu cái chữ c rồi à, chúng ta có thể chuyển với qua một lần nữa các bạn thì y nó bằng cái gì đây? À, à, hoặc là chúng ta để nguyên đi tại người ta hỏi sao? người ta hỏi rằng là hãy xác định đường thẳng ax cộng by à, bằng c vậy thì chúng ta cứ để nguyên như thế này đi chúng ta không cần phải chuyển ra là về cái dạng là y bằng đúng không? chúng ta cứ để nguyên như vậy là được rồi. rồi bây giờ à, tương tự như thế thì chúng ta làm câu b chúng ta làm câu b các bạn thì chúng ta sẽ à, có m nó thuộc vào giả sử lần này chúng ta đặt là đường thẳng d2 đi và n nó cũng thuộc cái đường thẳng gì đây nó cũng được đường thẳng d2 à, cho nên chúng ta suy ra à, chúng ta tương đương ha chúng ta thay cái điểm m và điểm n vào thì chúng ta có rằng là a nhân 0 đúng không a x cộng b y cộng b nhân y y lúc này là 3 đúng không bằng c à, và cái gì đây và là a nhân x x là từ -1 cộng b nhân y là không bằng c vậy thì chúng ta tương đương là b bằng c chia chia ba và cái gì đây và a bằng trừ c a bằng trừ c Đó. vậy thì lúc này cái đường thẳng d 2 của chúng ta nó sẽ là gì d 2 nó sẽ tương đương gì đây là thay vì viết chữ a thì chúng ta có quyền viết là trừ c a nhân x cộng cho b y đó mà thay vì viết chữ b chúng ta có quyền viết là c chia 3 À, nhân y à, bằng c và lý luận tương tự chúng ta có c khác không thì chúng ta sẽ gạch bỏ cái chữ c đi à, thì chúng ta sẽ tương đương là gì đây là trừ yết à, cộng 1 phần ba y không cộng một ba y bằng một đó như vậy đây chính là cái à, phương trình của đường thẳng à, đường thẳng d hai à, đường thẳng d hai nó đi qua cái điểm m là 0,3 và đi qua cái điểm n là trừ một À, xong, đã như vậy thì các bạn sẽ à, thấy rằng à, có một cái điều rất là hay các bạn rất là hay ho đó là gì đó là à, qua hai điểm à, xác định một đường thẳng các bạn qua hai điểm bất kỳ nha qua hai điểm bất kỳ phân biệt nha qua hai điểm phân biệt ha qua hai điểm phân biệt thì chúng ta sẽ xác định được à, duy nhất một đường thẳng các bạn qua hai điểm phân biệt, cho dù đó là trong mặt phẳng hay là trong không gian 3 chiều, thì chúng ta đều xác định được một cái đường thẳng duy nhất đúng không? qua hai điểm phân biệt nha các bạn. Rồi vậy thì sao vậy thì câu a là nó nói rằng là cái đường thẳng d 1 đi qua hai điểm phân biệt đó là điểm M và điểm N nào, cho nên rõ ràng chúng ta phải lập ra được một cái phương trình đường thẳng duy nhất. Đó là gì đây? Đó là 1 phần ba x trừ y bằng một đúng không? À, và tương tự như vậy đường thẳng d2 nó cũng đi qua hai điểm phân biệt đó là điểm M, tọa độ 03 và điểm N, tọa độ trừ 10 hai à, điểm này là hai điểm rõ ràng nó phân biệt cho nên chúng ta cần xác định một cái đường thẳng duy nhất đó là đường thẳng gì đây đó là đường thẳng trừ x cộng 1 phần 3 y bằng một đã chúng ta xác định duy nhất một đường thẳng à, vậy thì á, là chúng ta thấy rằng là mặc dù mặc dầu ở đây chỉ có hai điểm thôi đúng không mặc dầu ở đây chỉ có hai điểm thôi đúng chưa ở đây cũng vậy cũng chỉ có hai điểm mà thôi à nhưng cái phương trình của chúng ta nó có mấy ẩn cái phương trình của chúng ta nó có tới ba ẩn đó là ẩn a ẩn b ẩn c nếu như chúng ta thay ít y vào nha các bạn nếu chúng ta thay ít y vào à phương trình đường thẳng chúng ta thay ít y vào phương trình đường thẳng chúng ta thấy rằng là nó vẫn có ba ẩn đó là a b và c mặc dù ba ẩn nhưng mà chúng ta vẫn rút gọn được đúng không à, chúng ta vẫn rút gọn được để nó ra một cái phương trình đường thẳng đây hoặc là ở dưới này à, cho nên điều này mới khẳng định thêm rằng là qua hai điểm phân biệt cho dù là trong mặt phẳng hay cho dù là trong không gian 3 chiều 4 chiều 5 chiều 10 chiều à, miễn là hai điểm đó phân biệt thì chúng ta sẽ xác định được duy nhất một đường thẳng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bài tập này kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại